Tương ớt chín xu cây gấp đôi mới. Bạn món ngon buông vị. Chương trình Chọn Ai Đây đã trở lại, mùa thứ hai sẽ mang lại nhiều màu sắc hơn. Vì sao thưa quý vị? Chương trình của chúng tôi đã có những thay đổi đáng kể và mục đích là mang lại nhiều niềm vui cho quý vị. Đầu tiên đó chính là chính nghệ sĩ khách mời ở đây sẽ luân phiên thay đổi, những con người mới sẽ xuất hiện với những năng lượng mới, họ mang lại cho quý vị nhiều tiếng cười. Và thứ hai, những khách mời ở dưới đây họ là những người bình thường, có thể là cô tiếp viên hàng không, có thể là anh bác sĩ, có thể là chàng kỹ sư. Quý vị nào muốn tham gia với chúng tôi thì hãy đăng ký vào link bên dưới. Chúng tôi tiếp nhận mọi sự yêu thương từ quý vị. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Chương trình của chúng tôi là một chương trình mang chất giải trí nhưng kèm theo đó là những kiến thức quan trọng về cuộc sống, về mọi thứ. Và bây giờ cô gái xinh đẹp đầu tiên xuất hiện đó chính là Harry Won. Natalia. Xin giới thiệu Lý Nhã Kỳ. Xin giới thiệu Buka. Biết mà thế nào cũng xoay rồi đó. Xin giới thiệu Khả Như. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Mẫu gì vậy trời? Anh Giang, anh bằng nửa chị Yến. Đừng xứng lên, kiếm được cái này nữa là hơn cái đầu. Quý vị, chúng ta chào đón SP Trân Thành. Người tiếp theo là Lê Dương Bảo Lâm. Trời gì vậy? Nước miếng á. Hoàng Thi. Và người đàn ông cuối cùng. Và người đàn ông cuối cùng vô cùng lực lưỡng Mạc Văn Khoa. Rồi bây giờ vậy, nam kia ra bên, nữ ra bên. Chơi trò chơi. Qua đây nè, nam qua đây nè. Chơi trò chơi nữa hả? Ba cái. Bước vô vị trí ngồi luôn. Ủa sao sướng vậy? Sướng vậy. Từ từ bình tĩnh vô. Hai người này nhóm nè. Ok. Hai người này nhóm. Rồi. Hai người này nhóm. Hai người này nhóm thôi kỳ. Lấy dây kỳ với lại anh đi nhóm nhanh nhanh kỳ không giờ muốn em đâu. Em sẽ cứu chị, yên tâm. Em sẽ cứu em. Em biết gì cứu. Thấy thương quá. Rồi thấy thương em chị quá. Yến là người công tâm là giám khảo. Dạ. Ủa? Bây giờ nè, anh chỉ nhóm nào mà anh chỉ tên ca sĩ nào mà hát tên của hát bài hát ca sĩ đó. Trời ơi, nói gì nữa. Buka là nhất rồi. Đúng chưa? Ưng và Phúc. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Nó quay lưng đi, thà rằng như thế. Thà rằng như thế. Thôi gì vậy? Không chơi nữa. Ê, nghĩ sao của anh Hứa Phúc được? Của anh Phúc là được. À, Lý Hải. Người đàn ông khóc gì đó. Không có anh. Thôi một mình lặng như thế. Trái tim một xíu. Đồng đêm kỷ niệm. Mơ ước trong ngày mai anh lên xa rồi. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt nước chan trong lòng.
Khi con tim ta quá đau trong lòng thì người đàn ông có phải khóc giống như ai? Hay, trở đây. Em đau bụng quá. Em đau bụng quá. Đáp người mệt đó. Làm trường. Và anh muốn khẽ đi em hãy vui lên, hãy cứ vui đời lên. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh. Đừng để buồn mất tuổi xanh. Đi ra, đi ra. Em xin tận lúc cho nó có danh giá. Âm nhạc là chị thua rồi. Tại vì nhiều khi thi nó ra kết quả không tốt lắm. Dạ. Về hình ảnh em tự đã, em tự chết. À, tự chồng em chết rồi. Trong danh dự. Harry Won. Thì anh cứ đi đi. Sao tự nhiên bà Yến chơi vậy? Tự nhiên có mẹ về nhà chơi thảo luôn. Trời ơi thiệt luôn á. Sao tự nhiên bà Yến mà chơi vậy? Bà Quynh đã thắng rồi. Bà Quynh và bà đi đâu thì luôn. Ê, cái nhóm này đi chơi chương trình chắc thua hết hả? Trời ơi. Thôi, vỗ tay đồng nhiệt. Hay quá, vui quá trời. Thôi đúng rồi, về nhà đi nào. Về nhà. Vừa rồi là một cái màn mà chúng tôi có những trò chơi nhỏ để mà tạo nên tiếng cười với lại mình làm nóng cơ thể trước khi mình vào một phần chính. Và ngay bây giờ là cặp đôi đầu tiên xuất hiện trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chào hai bạn. Dạ, chào anh Trường Giang. Mời bạn nữ giới thiệu trước nào. Em xin chào anh Trường Giang, em chào tất cả các anh chị xinh đẹp ạ. Và em chào anh chị xinh chào các vị khán giả. Dạ, em tên là Thanh Châu. Thanh Châu à, Thanh Châu làm việc gì? Dạ, em là cô chủ shop bán hàng online. Wow. Dạ. Kinh doanh online. Yeah. Đối thủ. Không, em không nghĩ là đối thủ đâu. Chị em tiểu thương với nhau. Chị Quỳnh cần người giúp á, kêu em nha. À gì hả? Cảm ơn em, có lấy tiền phí không? Không, chị em bạn gì mà. Được đúng không? Chào em. Rồi, mời bạn giới thiệu nào. Vâng, xin chào anh Trường Giang và chào tất cả quý vị. Em là Tuấn Tú và rất là vui hôm nay thì chương trình mời tới đây để tham dự một chương trình rất là đặc biệt như thế này ạ. Xin cảm ơn mọi người. Công việc của Tú là gì? Dạ thưa anh, là em làm luật sư ạ. Luật sư hả? Khi à, về gặp mấy nào? Thôi. Luật sư bị cãi cho mọi người ơi. À, luật sư thì có rất là nhiều luật sư, tất cả các ngành thì em chuyên về kinh tế á. Kinh tế. Thế em phải qua gặp gì? À, vâng, chào chị, cảm ơn chị ạ. Nếu em không may mắn trong hôm nay em vẫn có công ăn việc làm đầy đủ. Gia đình ra nữa kìa. Tài sản cho tất cả công ăn việc làm. Chị tới đây chỉ cứ đem tài sản, sự nghiệp diễn ra đi chơi. Ai chơi lợi. Bây giờ chúng ta nói sơ về luật chơi. Hàng ngang, hàng dọc hoặc hàng chéo. Chúng ta có 3 dấu chiến thắng. Nếu đối phương trả lời không được thì mình đương nhiên được một dấu. Dĩ nhiên không phải rơi vào cái trường hợp chúng ta đang có 2 dấu rồi. Đặc biệt, chính cố vấn hoàn toàn không biết trước câu hỏi và câu trả lời của chương trình. Đây cũng là thử thách của chính họ. Ai chơi trước ạ? Dạ, lady first. Dạ. Chúc mừng anh. Chào. Bạn sẽ chọn ai đây? Em muốn chơi một cách an toàn ạ. À? Em muốn chọn anh Lê Dương Bảo Lâm. Em muốn chơi một cách an toàn. Em chọn Lê Dương Lâm. Anh muốn chơi an toàn. C. Thưa quý vị, vòng 1 xin được phép bắt đầu. Yeah. Câu hỏi dành cho Lê Dương Vũ Lâm. Trong 9 nghệ sĩ ở chung cư của chúng ta. Dạ. Wow. Lại đây. Ai là người giàu nha. Nhất? Hả? Ai là người giàu nhất? Dễ quá. Quá dễ. Thôi ai vậy? Không có dễ quá Lâm. Tính ai xấu nhất? Khả Như. Ủa? Tính ai xấu nhất vậy? Dạ? Ai là người nhỏ tuổi nhất? Lý Gia Kỳ 2K3. Phải không mẹ? Dạ phải anh. Em xin là mấy? Dạ 2K rưỡi. Yeah.
Dễ thôi, câu này dễ. Ở chung cư này ai tắm chín giơ tay à? Có mình cả. Anh à, anh đang kêu em á, em á. Anh khùng quá, em tắm chín nào? Chứ em nhiều. Cá. Gan quá. Dạ. Cá sinh năm mấy? 93. 93. 93 thì ngập ngừng vậy. Sao ngập ngừng? Ở chung cư này thì đó, vàng trên là coi như là quá lứa lỡ thời. Quá lứa lỡ thời rồi. Và vàng dưới vàng này thì cũng ê, nhỏ nha, nói gì vậy? Nhiều. 2000. Không, 2000 lố đó thì... Em 2000. Không có rồi đó. Anh 2000 cho em mới đẻ hôm qua. 88. Cái gì? 92, 92. 92, 92. Trong đây là ST là nhỏ tuổi nhất. Nhìn cái mặt thôi đã biết rồi, mặt non eo luôn. À, Khoa thì bằng tuổi Lâm, Buka bằng tuổi Lâm, Phi bằng tuổi Lâm, chị Khả Như, chị Hoàng Yến, cái gì chị Nhã Kỳ bằng tuổi nhau, chị bằng tuổi nhau. Cái gì? Người nhỏ tuổi nhất là FB. Em nghĩ là chị Buka, không phải Lisa. Trời ơi, Buka Buka sinh 85 đó. Vậy anh chọn rồi. Mặt Trăng Khoa. Vậy anh chọn Mặt Trăng Khoa. Đổi đáp án. Đổi đáp án. Đáp án cuối cùng là Mặt Trăng Khoa. Anh cười như vậy anh. Rồi em có tin đi không? Mặt Trăng Khoa nhỏ tuổi nhất ở đây. Khoa bây giờ anh có con rồi nhưng thật ra anh rất rất nhỏ tuổi anh, luôn. Anh muốn gặp anh như gì đúng không? Anh Khoa anh già hơn em nhiều luôn. Đâu để má chính coi cho. Ba muốn mặt vô này. Mình đo mặt nhau hả? Anh là năm nay 25 tuổi, mới có con. Mới có con. Con tướng mặt đó. Này nè, không có make up, mặt mộc nên thấy già rõ ràng. Nhỏ, có dấu hiệu gì à? Mặt nhỏ nhưng mà tuổi không biết sao. ST với Buka là hai lựa chọn cuối cùng nè. ST mặt bún ra chỗ một thao sữa. Yeah. Bún ra tuổi. Có hiện tượng là bún một cái ra tuổi. Ra tuổi. Có hiện tượng cưa sừng làm é. Đáp án cuối cùng em là Mặt Trăng Khoa. Tên đi không ạ? À? Mặt bún ra sữa, thao sữa. Yeah. Có hiện tượng là bún một cái ra tuổi. Ra tuổi. Em không tin. Không tin. Trời ơi. Trời ơi em ơi. Vậy là sai lầm rồi em ơi. Em không tin ai hết. Vậy theo em nghĩ là Buka là người trẻ tuổi nhất. Em nghĩ chị Buka. Bé nói là Buka là người trẻ tuổi nhất ở đây. Đáp án không tin Lê Dương Bảo Lâm là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Trời ơi. Chị nói rồi ai? Mà không có tin. Không, ai là người nhỏ tuổi nhất? Mời giơ tay. Khoa ơi là Khoa. Người ta không tin em. Ai đi nay, à? Hãy nói ngày tháng năm sinh. Suy sụp, suy sụp. Em sinh năm 1992. Quá. Kém chị Khả Như 6 tuổi. Chị Ca 4 tuổi. Đấy. Kém anh Lâm 4 tuổi. Đừng nói tới chị, đừng, không cần. Kém chị Lý Nhã Kỳ 16 tuổi ạ. Tại xương gió em ơi, anh phải đi lao đi kiếm đồng tiền sớm quá. Rồi con cái nữa, thức đêm pha sữa thay tã. Cho nên mặt nó mới ngang chị Kỳ thôi ạ. Ngang chị Kỳ thôi ạ. Em chưa bình tĩnh lại được, em bị sang chứ tâm lý á. Khoa là lớn hơn là Kim Tuấn Kiệt luôn. Ôi dạ. Nghèo luôn rồi. Câu nào là chết câu đó. Này, chúng ta bắt đầu học đếm. 8, 9, 9, 10, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 9, 4. Oh, you hơn 7, 6, 6, 6. Lúc mà học lớp 6 là người ta mới đẻ. Nhớ chưa? Khi em lên 6. Nói vậy mới giống mẹ con á. Anh mới sinh ra đời. Rồi, như vậy là với việc trả lời không chính xác thì đối thủ của em đã mang về một dấu o tròn to tướng. Chúc mừng Tuấn Tú có một dấu từ Lê Dương Bảo Lâm. Hãy chọn tiếp tục vị trí mình mong muốn. Ồ, nãy giờ em thấy anh chị nhiều tuổi quá em cũng sợ. Trời ơi, nói vậy chẳng khác nào tát như mặt cái chị Kỳ. Chị Kỳ thì rất là xinh rồi. Thì thôi em xin phép mà chọn chị Kỳ luôn cho nó. Wow. Em tính lấy chị Kỳ đó.
kêu chị kỳ cái bà làm đồ nặng ghê lắm. Chị ra đây, chị làm hành động lại coi. Chị chống ở đây nè, Lý Nhã Kỳ làm coi. Ồ ghét vậy trời. Ở đâu vậy? Em được phép chọn lại không anh ơi? Chọn lại thì thôi. Thiệt luôn á. Đâu em thử coi. Hai nha, mình đứng đấy, mỗi người bên. Anh đang nói với chị dưới kia coi. Kêu Lý Nhã Kỳ đi. Giải nước mắt luôn chưa? Kỳ là có duyên. Riết rồi không biết tuổi tác nằm đâu mà khóc rồi. Đây, câu hỏi dành cho Lý Nhã Kỳ. Khăn Grandma có xuất xứ từ đâu? Theo Kỳ nghĩ là khăn rằn xuất xứ từ Việt Nam. Bởi vì như các mọi người thấy không, đặc biệt là người miền Nam là luôn luôn sử dụng khăn rằn. Và giống như là ông bà đến bây giờ người ta vẫn có thói quen là sử dụng khăn rằn. Nên là Kỳ nghĩ rằng là khăn rằn là của Việt Nam. Nhưng em tin chị không? Hãy vận dụng kiến thức luật sư của em đi. Cãi đi anh, cãi đi. Cái này trong... Cãi đi. Em phải phản biện chị. Phản đối. Cái này thì trong luật nó không có dạy chị ạ. Nhưng mà theo kiến thức thưởng thức của em được biết ý, khăn rằn của mình nó không phải xuất xứ từ Việt Nam. Đúng. Trời ơi. Người ta biết rồi. Chị thật hoang mang. Không, chị khen em là đúng. Bởi vì em đang giải đáp những sự hoang mang của chị. Chị thôi, bên tiếp em. Thì khăn rằn em thấy có rất là nhiều loại khăn trên thế giới này. Đặc biệt là một số cái nước Trung Đông ấy thì người ta có cái khăn mà che kín cái mặt này đi. Đó không phải khăn rằn. Và cứ đi về dần về phía Việt Nam ấy thì nó càng ngày nó càng cái khí hậu nó kiểu nóng ẩm. Người ta sẽ không có đeo cái khăn này nhiều hơn nữa. Nên người ta chuyển sang một cái loại khăn khác. Mỏng đó hơn. Là khăn rằn của mình hiện tại. Đúng. Thì em nghĩ nó xuất xứ ở gần Việt Nam thôi. Nó xuất xứ từ Campuchia. Lào, Campuchia. Rồi. Đúng. Wow, đúng là luật sư nói chuyện luôn. Chị cảm thấy rất thuyết phục. Chị ủng hộ bên đó. Bởi vì chị cảm thấy là một cái buổi phỏng vấn nhân sự như vậy rất là hay. Rất là hay. Đáp án cuối cùng là khăn rằn xuất xứ Campuchia. Tin hay không ạ? Em hãy qua nhận việc nha. Đừng tin mấy người lớn tuổi, người ta ghê ghê lắm. Tin hay không? Em không tin. Không tin. Ủa? Campuchia có hỏi em mà. Thì em nghĩ nó xuất xứ ở gần Việt Nam thôi. Nó xuất xứ từ Campuchia. Chị ủng hộ là khăn rằn xuất xứ Campuchia. Em không tin. Ý của bạn ấy là xuất xứ ở gần Việt Nam thôi chứ không chắc là Campuchia. Dạ đúng rồi. Vậy là em từ chối nhận việc rồi đó. Dạ em có việc rồi chị ạ. Em có việc rồi chị ạ. Vậy thì bây giờ chị càng hứng thú cái cậu này nữa. Lương em bây giờ là bao nhiêu? Lương em thì... Rồi chúng ta đi về nào. Lương em thì chắc cũng... 100 triệu một tháng. Em báo giá cho chị Kỳ, sẽ báo giá cao hơn 100 triệu. 100 triệu từ đấy đến giờ em vừa dư khoản đấy luôn đấy chị. 5 năm đi làm của em chắc chỉ là lương có 5 triệu thôi. 5 năm đi làm dư được 100 triệu chị. Nói chung là bạn trai thì không tin rằng là đáp án là Campuchia. Dạ. Và đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đáp án là Campuchia. Hay quá, đáp đúng rồi. Nhưng mà bạn ấy thông minh á. Bạn ấy là thông minh á, bạn ấy biết được là chỉ gần Việt Nam á. Vì lòng tôn kính thần Vishnu, người dân Campuchia đã làm ra chiếc khăn Grandma, dịch là khăn rắn, tượng trưng cho rắn thần Naga. Họ cho rằng hoàng quấn chiếc khăn trên đầu như luôn có thần Vishnu và rắn thần Naga ở bên, mang lại may mắn, bình an cho người hoàng nó. Đó là xuất xứ. Một dấu ít dành cho em. Bây giờ thì không dừng nữa, tấn công luôn, xin mời. Em chào chị Võ Hoàng Yến. Võ Hoàng Yến. Ô, chào em. Hôm nay Võ Hoàng Yến mặc một bộ đồ đầu bếp. Em đi xào đậu. Câu hỏi thiên về điện ảnh. Không liên quan luôn. Câu hỏi dành cho Võ Hoàng Yến. Kết thúc phim The Avengers 2012. 2012 8 năm đó hả? 9 năm đúng rồi, 2012 đâu. Rồi siêu anh hùng đã cùng làm gì? Em biết cái này đó. Sau khi đã giải cứu được thế giới, ai có coi phim này thì biết.
Cách đây khoảng 9 năm trước thì hình như hơi lâu rồi, đâu có nhớ nè. Ai giúp được mà? ST. ST có coi rất nhiều. Em nhớ không lầm là bữa đó là Iron Man rất là đói bụng. Và ông nói là sau cái trận chiến này mình hãy cùng đi ăn với nhau đi. Đi ăn. Vậy cuối cùng là đi ăn. Câu này phim này lâu quá rồi. Lâu quá. Thôi đơn anh. Bây giờ là dùng cái trí năng lượng của đầu bếp á. Thì tại vì đầu bếp mà, cho nên sẽ chọn nấu ăn nha. Đấy đồ mới lột. Chọn ăn uống. Các ca sĩ anh hùng sẽ ăn uống cùng nhau. Đó. Đầu bếp nói vậy, Yến không nói. Bạn gái tin hay không? Chồng. 5 4. Dạ. Em 3. Sau cái trận chiến này mình hãy cùng đi ăn với nhau đi. Các ca sĩ anh hùng sẽ ăn uống cùng nhau. Em tin. Tin. Sao tin hả? Tại vì thật ra thì em cũng giống mọi người làm phim này cũng nó cũng khá lâu rồi, em cũng không nhớ được cái tình tiết cuối kết là như thế nào. Nhưng mà lý luận là nó khá là hợp lý. Vì cái đó là 80% em nghĩ là mọi người sẽ đi ăn cùng nhau để chúc mừng cái chiến thắng của mình. Tin Võ Hoàng Yến là mưu sư lựa chọn. Chính xác. Sau khi giải cứu thế giới thì mọi người quá mệt mỏi nên quay quần lại cùng nhau thưởng thức bữa ăn ấm áp, nói chuyện vui vẻ. Đó là cái kết. Và một dấu ít nữa cho Thanh Châu. Dạ. Rồi, chúng ta chỉ có cách chặn đường thắng của đối thủ Harry Won. Nhà xeo. Thưa quý vị, thường thì trong những câu hỏi của chương trình đó quý vị, ban tổ chức hay cứ sắp xếp những câu hỏi vào những cái vị trí nó hợp lý. Ví dụ như đố về Hàn Quốc rồi hay đố Harry, đố về ca nhạc, MV hay đố Buka. Và sau đây là một câu đố dành cho Harry Won. Là liên quan tới Hàn Quốc. Vào thế kỷ 16-17 ở Iran. Iran nha chị. Iran. Người Iran xây dựng hơn 3.000 tháp chim bồ câu để làm gì? 3.000 tháp chim bồ câu để làm gì? Chim bồ câu đúng không anh? Đều có lý do cả. Các bạn có biết không? Không, hòa bình. Bồ câu là bồ chim câu tượng trưng cho hòa bình. Yes. Hay chim quá. biết là đó là chim hòa bình. Con mà con chim đó là nó hại nha. Nó hại à? Nó rất là hại. Nó hại sao nè? Nó ý là nó hư công trình. Nó hư, nó bị tại vì ý của nó có cái chất acid. Nó đi vệ sinh. Cái phân của nó bị có cái chất là acid. Cho nên nó nếu mà nó dính tới cái phân của nó nhiều, cái nhà nào mà dính tới phân nhiều thì cái nhà đó bị tan. Tại vì nó có cái acid. Và sao mọi người biết ạ? Ở bên Rome, trong khu vực cái quảng trường, người ta cấm cho du khách, cho chim bồ câu ăn và cấm nuôi ở vòng vòng khu vực đó trong bán kính nhất định. Vì cái phân của nó làm hư các kiến trúc của họ. Chính vì điều đó cho nên người ta xây ở bên đó là đều lý do á, là ỉa thì ỉa một đi toilet thì đi toilet một chỗ thôi, để người ta không có bị ảnh hưởng tới cái cuộc sống của người ta ở ngoài. Em biết tại sao em bị hói đầu rồi. Hôm bữa em bị một con chim bồ câu nó ỉa vô đầu. Hè kia em bị mất một vài cọng tóc ở chỗ này. Anh ơi, nó chỉ làm phá hủy những cái kiến trúc rồi, những kiến trúc xi măng nhiều thôi, số lượng mà nó đi vệ sinh nhiều. Chứ mọi người không thấy SC là một kiến tạo của thế giới à? Ai cha? Sam luôn. Như vậy là Harry cho rằng họ xây 3.000 tháp chim bồ câu để tập trung lại và để vệ sinh một chỗ thôi. Dạ. Không làm lây lan ra ngoài. Đúng rồi anh. Tin hay không ạ? Tin. Hợp lý quá trời. 5 4. Cái phân của nó bị có cái chất là acid. Cho nên nó nếu mà nó dính tới cái phân của nó nhiều, cái nhà nào mà dính tới phân nhiều thì cái nhà nó bị tan. 3 2. Không tin. 1. Không tin. Vì sao không tin? Thưa anh thì theo nhớ không nhầm thì năm 1610 ấy, thì đang có một cái bệnh gọi là bệnh dịch hạch đen. Wow, đó thì người có nghề rồi. Nó lan toàn châu Âu và nó khiến sang tận cả Iran, Iraq các thứ. Cũng giống như anh đã nói ấy, thì nó để phá hủy các công trình. Đó, đặc biệt là trong cái tôn giáo của người Iran, Iraq thì người ta theo một cái tôn giáo á, em nhớ không nhầm chắc đạo Hồi đúng không ạ? Đấy thì có thể người ta đang có một cái cuộc thánh chiến nào đó do cái bệnh dịch hạch nó gây lên, cái bệnh dịch bệnh cái chất đen nó gây lên. Thì để người ta phá hủy những cái mà đền thờ của đối thủ. Đó là em nghĩ thế thôi. Rồi. Còn thực sự là không biết. Thực sự là không biết. Nói chung là phải không tin Harry Won. Đó là một sự lựa chọn.
chính xác. Harry nói là xây 3.000 tháp để chim bồ câu tụ tập sống. Người ta xây đơn giản là để lấy phân chim. Để lấy phân chim. Để làm gì vậy anh? Để bón ruộng. À, trời ơi. Là phân của bồ câu có nhiều. 3.000 tháp xây thì lấy phân. Em tính đi, 3.000 tháp mà một cái tháp là bao nhiêu con? Lấy được bao nhiêu phân để bón ruộng, dưa hấu, dưa chuột rồi đó. Mừng quá. Một dấu ô dành cho tôi. Đó. Vậy là. Bây giờ chúng ta dành cả tuổi thanh xuân để đi chặn người ta nè. Đúng rồi. Em chọn. Chỉ có thể là chị Buka thôi. Chỉ có thể là Buka. Chào em. Theo nghiên cứu của Đại học California, con người dành 30% thời gian trong ngày để làm gì? 30% hả? Chỉ 30%. 30% trong ngày. Nói xấu người khác. 8 tiếng đó. Nói xấu biên tập của mình á. 30% trong ngày nói xấu người khác là anh Lê Dương Bảo Lâm. Hồi nãy anh nói ai nghiên cứu vậy? Đại học California. Đại học California. Là người nước ngoài nha. Là ở nước ngoài, họ nghiên cứu là 30% thời gian của con người dùng để làm gì? Mọi người đều khuyên nhau là hãy ngủ đủ 8 tiếng một ngày thì mới có sức khỏe để làm việc được. Cho nên em chọn là ngu. Quyết định cuối cùng là ngủ. Ngủ. Tên đi không ạ? Chị nghĩ ngủ. Em cũng nghĩ là ngủ. 30% lận. Tin. Tin. Rồi, tin là ngủ. Nếu mà em chính xác thì em sẽ chặn thành công. Nếu em không chính xác em thì Tú phải trả lời một câu hỏi ngay vị trí Buka thì mới giành chiến thắng được. Và ngủ là sự lựa chọn rất hợp lý, đúng không ạ? Yeah. Nhưng không chính xác. Yeah. Thời gian mà Đại học California nghiên cứu là 30% của người dùng trong ngày để mộng mơ. Hả? Vậy? Mộng mơ hả? Đấy. Để mộng mơ. Trời đất ơi. Tại vì thờ thẩn ha. Sao? Đúng rồi. Xin lỗi em nha, con này chị không biết thật sự. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học California Mỹ, chỉ ra 30% thời gian trong ngày được con người sử dụng để mơ mộng. Và nếu không chịu bất cứ áp lực nào, con số này sẽ tăng lên tới 70%. Trời ơi. Là càng mạnh là càng mơ mộng rồi ha. Như vậy là Tuấn Tú có cơ hội đúng kết thúc vòng đấu. Yeah. Với vị trí của Buka. Cố lên. Câu dễ dễ ba ơi. Dịch vụ livestream. Anh Lâm hỗ trợ nha. Anh nè, hỗ trợ cho. Dịch vụ livestream hoạt động lần đầu tiên với mục đích gì? Dĩ nhiên không phải bán kem trộn. Là để cho người ta biết mình đang làm cái gì tại thời điểm đó. Tức là nè, bây giờ nói về những mục đích ví dụ như là bán hàng nè. Thấy không? Hộp. Hộp nè. Tuy là chỗ hả? Em thì chọn gì? Chị Yến chọn gì ạ? Chọn là gặp gỡ thần tượng. Gặp gỡ thần tượng gì kỳ ạ? Tự sướng. Tự sướng. Tự sướng hả? Đúng rồi, chị Lý Gia Kỳ chị tự lấy chuyện. Lai không tương tác fan, nói chuyện nói cái chuyện mình nè. Tương tác này á. 5.000 mấy người. Anh là gì? Anh là khoe của mình có vàng vòng rồi đó. Khoe bán hàng. Mèo hả? Để công bố có cái dịch vụ đó. Ờ, Facebook anh chưa lấy chim. Chị thì nghĩ vậy nè, tại vì bình thường ở cái thời điểm đó đó là trước thời điểm đó thì trên TV là đã có cái home shopping rồi. À. Nhưng mà trên mạng thì chưa có home shopping gì cả. Thì có thể là liên quan tới buôn bán. Bán hàng online á. Với em thì chỉ để giao lưu thôi. Giao lưu là như thế nào? Gặp gỡ người thân. À, lần đầu tiên làm là lễ mục đích đó. Rồi. Xin hỏi, tin hay không ạ? À? Không tin ạ. Giao lưu. Nhanh quá trời nói luôn. Nhanh ạ. À. Không. Tại sao? Em nghĩ là nó về cái mặt y khoa. Về mặt y khoa. Dạ đúng rồi. Riêng live stream thì nó về cái mặt y khoa. Y tế. Y tế. Dạ. Rồi. Không tin rằng là để nói chuyện với người thân. Dạ. Và đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Chính xác là như Buka nói. Ngày xưa livestream hoạt động lần đầu tiên dành cho binh lính Mỹ ở nước ngoài có thể nói chuyện với người thân. Wow. Livestream thực tế là việc sử dụng webcam để truyền hình ảnh và âm thanh. Có thể nói đây là một hình thức cải tiến từ sử dụng webcam hay là video call. Yeah. Nói chung là không ngờ. Mà giờ toàn bán hàng không? Bây giờ để bán hàng, để anh Long bán hàng rồi. Rồi, một dấu ít dành cho Châu. Oh.
Bây giờ em tự quyết định được số phận tại vị trí của ST Sơn Thạch. Cố lên bé. Dạ. Ơi. Cố lên nào. Cố lên. Cố lên bé ơi. Khó. Khó à? Khó quá hả? Theo báo chí Đức, những con cáo đã ăn trộm hàng trăm cái gì của người dân ở khu Zehlendorf, Berlin. A. Quần áo. B. Giày dép. Và C. là con gà. Ở Đức hả? Nếu mà ở Việt Nam là em biết rồi, là chùm nho xanh. Em như con cá. Anh như chùm nho xanh. Đổi tiếp đâu? Em còn trẻ, nhưng anh không dành cho anh. Đó. Nhưng mà cái này là ở đâu ạ? Đức. Ở Đức. Ở khu Zehlendorf, Berlin. Em nghĩ anh cần giúp đỡ không? Cáo thường mọi người sẽ thấy không mặc đồ. Thì chắc chắn sẽ lấy quần áo để mặc. Sự thật rõ quá rõ ràng, cáo là pizza cắp gà. Quá đơn giản, quá rõ ràng. Không, vậy thì nó đơn giản quá. Nhưng mà đây là một câu hỏi thì phải nghĩ tới con cáo ăn cắp giày. Giày, đúng em cũng nghĩ giày. Cáo ăn cắp giày. Cáo ăn cắp giày. Nhưng mà ở Đức mà để ăn cắp giày thì cũng sẽ rất là khó, tại người ta sẽ có tủ để giày hoặc là người ta có những cái kệ. Nhưng mà lấy được mới báo mới đăng. Nhưng mà ăn cắp gà thì báo đâu đăng đúng không? Thôi thì em đó chọn bản năng của một con vật. Axi sẽ chọn là ăn cắp gà. Lựa chọn là ăn cắp gà. Xin hỏi Thanh Châu, tin hay không tin? Em có biết tên của ST viết tắt cái gì không? Của chữ tin và sai đó. Tin là sai. Tin là sai. Tin là sai. Ai tên mà lại đăng bán một chiếc một con cáo ăn cắp một con gà hết sức bình thường đúng không? Đúng rồi, ST là viết tắt của chữ gì? Sai từ lừa. Sai tuốt. Ăn con cáo mà lấy một con gà về nuôi là chuyện bình thường. Hãy nghe gì đi. Ăn cắp gà lúc đầu anh Giang đâu phải nói là đây là một câu hỏi khó đúng không? Nó đem quần áo về cho con. Ví dụ ăn cắp nó. Giày, ăn cắp quần áo thì cái người bị mất giày quần áo người ta sẽ báo lên. Đúng. Người ta mới xuống. Nói, ăn anh cắp con gà, ơi. Con gà con không thể nào đi báo tin là mẹ tôi bị bắt đâu. Đúng vậy, phải báo. Anh cảnh sát ơi, em mất mấy chiếc giày. Alo, rồi, nhà mình ơi. Lựa chọn cuối cùng, lựa chọn cuối cùng là em vẫn chọn con gà. Không tin. Trời ơi. Đây là một câu hỏi thì phải nghĩ tới con cáo ăn cắp giày. Giày, đúng em cũng nghĩ giày. Có tủ để giày hoặc người ta có những cái kệ. Nhưng mà lấy được mới báo mới đăng. Em không tin. Trời ơi. Bây giờ em nói đi, tin thì không tin. Tại sao không tin? Bây giờ em lại nghĩ là hên quần áo thì nó sẽ hợp lý hơn. Đó, phải nghĩ giống chị. Đúng. Lựa chọn là không tin ST là ăn cắp gà. Đúng. Bởi vì em không ăn cắp gà anh. Em không ăn cắp gà, con cáo anh. ST không ăn cắp gà. Cáo ăn cắp gà. Không có anh ơi. ST lựa chọn là ăn cắp gà. Con cá ăn cắp con gà. Và bé không tin. Và lựa chọn của Châu là một sự lựa chọn chính xác. Hay quá. Sao mà tin áo đâu bà. Cắp chưa? Gà yeah. Quần áo luôn bên trong. Đài dễ quá. Kết quả là gì chính anh? Xác là ăn cắp giày dép. Nãy giờ chị ngồi chị phán ăn cắp giày mà cáo ăn cắp giày. Chị sống ở Đức chưa đâu. Em tin câu nói của chị. Giày và dép luôn hả anh Giang? Tức là mà một ngày nọ một cái người đàn ông mà thấy mất đôi dép hay cáo tha đi thì ông mới chụp hình dí theo rồi ông đăng. Thì sau đó hàng loạt những đôi giày dép khác được phát hiện là bị cáo lấy. Cáo ngộ quá ha. Bạn Tuấn Tú sẽ dừng lại với phần thưởng là 4 triệu đồng. Còn Thanh Châu sẽ bước vào vòng trong chờ đợi đối thủ tiếp theo. Xin chào. Yeah. Ê, hay quá. Thưa quý vị, chúng ta chào đón cặp đôi tiếp theo của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vỗ tay nồng nhiệt. Rồi, mời bạn gái giới thiệu trước nào. Em xin chào anh Trường Giang và các anh chị nghệ sĩ. Và chào em. Rồi yeah. Hay. Em tên là gì? Dạ, em tên là Trần Diễm My ạ. Hiện tại em đang là du học sinh và mới về nước và cùng em cũng đang là kinh doanh cá nhân ạ. Là mình học ngành gì em? Dạ em học
quản trị kinh doanh ạ. Hiện tại em đang học master của MBA ạ. À, master MBA rồi em học nước nào? Thì em học ở Mỹ ạ. Ở Mỹ gì cơ? Yeah. Rồi Việt Mỹ thì chắc có một vài bạn cũng đã biết. Bạn này là vẽ rất là giỏi. Giới thiệu lại một lần nữa đi Mỹ. Em xin chào anh Giang. Xin chào mấy anh chị nghệ sĩ. Em là Việt Mỹ. Em là một TikToker về lĩnh vực hội họa. Em ơi, anh Mỹ ơi, anh thấy em vẽ rất nhiều nghệ sĩ nhưng mà sao em không vẽ anh vậy? Này, bộ giấy nó không đủ cơ mà. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà Mỹ, hình như là em có một lần em vẽ anh bằng cái những cái hình xoăn đúng không? Yeah. Mỹ. Dạ. Em vẽ dạ. Gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Sao em không vẽ anh vậy? Hả? Tại cái miệng to quá vậy. Để được vẽ trong tương lai thì hôm nay em sẽ coi ai được thì sẽ vẽ. Ai được thì vẽ. Ý là ai hỗ ai trợ được đó. Nha. Thì bây giờ ai chơi trước? Em xin nhường cho chị ấy chơi trước. Rồi, bạn gái chơi trước, Diễm My chơi trước. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 21 tuổi ạ. Em đang run hả? Dạ, không, em lạnh ạ. Trên này nóng lắm cưng. Trên này nóng lắm. Em muốn đổi chỗ trên đây. Là trên này nóng lắm. Chị nó giờ quăng miếng lạnh, nó em lạnh. Chọn đi nào. Dạ, em thích những câu chuyện thú vị, hài hước và rất là viễn tưởng của anh Lê Dương Bảo Lâm ạ. Thưa quý vị, người đầu tiên sẽ khai phá pháo pháo của vòng 2 đó chính là Lê Dương Bảo Lâm. Vỗ tay Nam Nhi. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Dễ không anh? Dễ. Quăng miếng dễ không? Chủ yếu là quăng miếng dễ không? Anh rất thua. Ok luôn. Rồi. Mục đích ban đầu của webcam để làm gì? Webcam. Webcam. Là đáp anh hả? Webcam là camera không? Cái camera đó để tôi đi chat đó. Camera. Chat đó. Webcam là tìm kiếm người yêu, tìm kiếm bạn bốn phương. Nếu như em nhớ cái thời mà khoảng lớp 8, lớp 9 thì mình thường ra gọi là internet ha. Yeah. Mình có những cái nick. Ra từ 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 để hỏi nick hết luôn nè. Nick của Uga đó là gì? Cô bé hư hỏng @yahoo.com. Trời ơi. Nick gì nick? ST nick gì? Thạch Xanh Lý Thông à. Thạch Xanh Lý Thông. Thiệt á hả? Nhưng mà em nhớ mãi á. Em nhớ mãi lúc em chơi Yahoo á. Em có một người kết bạn trên Yahoo á. Mà hay vô nói chuyện với em hoài. Mà em không có dám nói, cứ say hi với em hoài luôn á. Mà cái nick tên ghê lắm. Tên gì? Bật nắp quan tài tìm người chi kỷ. Rất sợ luôn á. Hồi xưa hoài. Mấy cái nick name đó là quảng sợ lắm. Dễ quảng sợ dạ. lắm. Đúng rồi. Nick của Yến là gì? Thô kỳ lắm. Cây tre trăm đốt. Cái gì vậy? Sao kỳ? Nói đi. Bé mê sicula. Bé mê sicula. Bé mê sicula. Bé mê sicula. Con xì tin rồi ơ đó anh. Lấy cho kỳ hồi xưa có chơi không? Có. Gái Bà Rịa điếm lia lịa hộp sòn. Nít của Lấy cho kỳ thật ra là gì? Dâu tay. Dâu tay. Cô bé dâu tay. Bé dâu tay. Dâu tay. Bà có dôi tay với dâu tay. Dôi tay. Còn nít của em ngồi trong gian bếp xếp hình mẹ cha. Trời ơi. Cái nét gì? Cái nét gì mà nghe có hiếu vậy vậy trời? Đó rồi xưa có hiếu cha mẹ lắm. Ngồi trong gian bếp mà vẫn xếp hình mẹ cha. Còn em là anh hú mắm tôm ôm em nồng thắm. Trời. Cái như nét gì? Cô bé ngày thơ yêu kem bơ thích kem chuối. Hoàng Vy. Anh tên gì? Tôi tên rất gọn gàng, Phi Nhóc. Phi Nhóc. Đúng là lóc chóc. Lóc chóc luôn. Nhóc cô nhóc nghe đồ đó. Nè bây giờ ai đi quên nè. Em nó không phải là do em muốn. Là do ba mẹ em kêu là làm cái nickname vậy. Sao? Em không có em muốn nha. Rồi. Em là hoàng hậu đầu tiên. Cái gì? Hoàng hậu đầu tiên. Hoàng hậu đầu tiên. Hoàng hậu đầu tiên. Trời ơi. Tôi tức quá. Anh Giang có nít không? Hồi xưa hình như có một cái nít mà nó thật thà lắm. Nít gì anh? Yêu mình em thôi. Trời ơi, giống quá. Ghê thiệt. Anh thích quá à. Để bây giờ vô câu hỏi anh hả? Câu hỏi gì anh? Vô luôn. Vô luôn.
là cái webcam đó là chủ yếu là mục đích để nhìn thấy mặt nhau. Lần đầu tiên mà sản xuất ra là nhìn thấy mặt nhau và kết bạn bốn phương. Rồi, Diễm My tin hay không? Dạ, em... tin anh Lâm ạ. Tin anh Lâm. Dạ. Diễm My là một người đi học ở nước ngoài về. Ừ. Nên những điều này chắc cũng đã biết. Dạ. Nên lựa chọn không chính xác. Dạ. Chắc là nói chuyện người thân quá. Đây, để chụp hình với thực ra à. Những cái mà đầu tiên mình không biết đâu thiệt á. Webcam lần đầu được phát triển vào năm 1991 khi mà những sinh viên lười biếng đến từ đại học Cambridge đã vô tình tạo ra webcam chỉ vì không muốn tốn thời gian để đến chỗ bình pha cà phê. Nếu lỡ may chiếc bình này đã cạn, họ chỉ cần nhìn camera để biết được khi nào còn và khi nào hết. Vậy mà em tưởng là làm ra để cho học sinh chat nói chuyện nhau không, em nói thiệt. Thì đó, có những điều mình không biết đâu. Bởi vậy, với việc Diễm My không chính xác thì việc bị được một dấu. Oh. Cơ hội thuận lợi, quá thuận lợi, ở không lụm gạo đi bốn phương luôn. Dạ. Hãy chọn vị trí. Em xin chọn anh Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Trời ơi, vì anh đã vẽ hình anh cho nên cứ tin anh nhá. Trời ơi trời. Trời gì anh? Khoa không biết này đâu. Nhưng mà Mỹ biết, khả năng Mỹ biết cao. Trong MV Đom Đóm, vì thương nhớ cô gái, Jack đã tìm cách gặp lại cô. Hỏi khi gặp lại, Jack đã lén làm gì cô gái? Gió ơi xin đừng lấy em đi, hãy mang em về chốn xuân thì. Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh, ngày wow. nào còn trò chuyện với anh. Em nói anh thương em mà, nói em yêu anh mà. Ủa em có biết nữa hả? Trời ơi em hát cỡ vậy mình không biết anh. Ồ em là fan Rách mà. Ồ bài nào của Rách em cũng hát được hết á. Phải không? Hoa Hải Đường. Chưa ai nhắc một câu Hoa Hải Đường với? Có ai không? Thiên hạ trong vũ trụ này hoài xa xôi. Riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi. Ai cũng mong hóa giàu vậy nghèo phần ai. Sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vôi. Hát nhẹ vậy thôi ạ. Rồi trả lời đi ạ. Hát vậy thì thôi em cứ nói luôn để cho Vĩ có câu trả lời luôn ạ. Rồi. Thật sự thì cái MV đó thì khi mà Jack nhìn thấy cô gái lạc vào trong rừng là Jack đã kiểu như là ánh mắt của tiếng sét ái tình rồi đó. Thì tiếp theo cái đoạn mà đấy thì mới thương nhớ cô gái, Jack mới dùng chân trái của mình bước trước, sau đó tới chân phải. Nhưng chân trái bước trước thì hay xui, cho nên là Jack quyết định bước chân phải của mình kéo cái rèm cửa ra. Kéo cái rèm cửa ra. What? Xin lỗi fan Jack nha, tại vì cái mặt này nó không được như Jack. Tới chỉ để nhìn cô gái ngủ. Sau khi định làm một điều gì đó nữa thì bắt đầu là ở trong rừng có chuyện, cho nên là Jack mới cảm thấy đau tim. Quyết định đi về. Ấy ghê quá. Đó, xong rồi đó. Nhìn cô gái ngủ. Sai rồi. Trời ơi, sai làm sao được chị, Buka em hát cỡ vậy này, mà. Này, sao? Những gì mà ông Dương Khoa kể là hư cấu. Hư cấu. Chắc gặp cô gái xong rồi yêu thương gì đó, quay lại tìm cô gái thì có bước chân trái lên giống như Mạc Dương Khoa nói. Sau đó đi đến cũng dán tấm màn, từ cái cửa sổ nhìn vô thấy cô gái đang nằm ngủ. Thì đúng rồi. Chắc mới lấy ngón tay. Em nhớ là ngón tay chỉ của tay phải thọt vô mắt cô gái. Hả? Cái gì? Em có coi lộn MV không? Có. MV kinh dị hả? Em có MV kinh dị. Coi lộn parody hả? No. Có lẽ thọt. Nè. Đây cô gái đang ngủ. Cô gái đang ngủ. Đây, chắc nè. Đứng. Thọt vô mắt cô gái. Sau cô gái mở mắt ra thì cô gái vừa mở mắt ra bật ngồi dậy thì chắc bị một cái gì đó đau tim. Cơn đau tim lên. Bị tăng xong. Cái câu chuyện của chị mới là vô lý á. Thôi dẹp đi, đừng nghe Buka kể nữa. Bây giờ bạn Khoa chốt đáp án. Tới để nhìn cô gái ngủ ạ.
tới chọt cái tay vô mắt cô gái. Rồi, Việt Vĩ, tin hay không? Em tin. Trời ơi, hay quá trời ơi. Em ơi, em có coi qua rồi. Em đã coi khi dắt tới thì cô ấy đang ngủ. Sau cô đó thức dậy thì dắt và cái tay cái cánh cửa nó đóng lại. Rồi dắt đầu tiên rồi bắt đầu được bay đi. Nhưng mà Khoa chỉ nói là ngủ thôi đó. Nè nè nè, người ta đang ngủ, con gái người ta đang ngủ nến nành huyền mị, không có một cái tác động gì không bao giờ thức được, phải lấy cái tay chọt vô. Trời ơi, mắt xong một cô gái mới bực thức thấy dậy. Thấy cô gái đang ngủ. Bây giờ nè, phải nghe từng lời từng chữ nè. Dạ. Mời Khoa nói lại nào. Rồi. Thôi, thôi. À, lại từ đó. Từ khúc cuối hả? Nói cho mày hát. Vén màn ra, thấy một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Hết. Hết. Đó. Định quay tiếp nhưng mà trong rừng xuất rồi, hiện một cái gì đó. Rồi, đó là xem cô gái đang ngủ và rời đi. Tin hay không? Em không tin. Nói chung là không tin. Dạ. Mà Văn Khoa là một sự lựa chọn. Chính xác. Wow. Nhìn cô gái sau đó đưa tay định vuốt má chứ không có chọt ngón tay. Ý là tại vì cái cô gái mở mắt ra và nắm lấy tay chặt. Đó, thấy không, bận dậy. Đúng không, đúng không ạ? Đó, hay chưa? Chứ không phải là nhìn ngủ không. Còn khúc nắm tay nữa. Tại bạn coi MV rồi. À. Em coi rồi nhưng em phải nói như vậy để cho nó có cái để coi chứ anh. Như vậy là một dấu o nữa, lại thuộc về Việt Mỹ. Chúng ta phải chặn đứng con đường ở vị trí của Lý Nhã Kỳ, đúng không? Chị Lý Nhã Kỳ ạ. Lý Nhã Kỳ. Trong đám cưới cô dâu và chú rể Scotland, bị bạn bè, người thân làm điều gì mà họ không được né tránh? Trong tiệc cưới thì thường mọi người sẽ làm gì? Cô dâu chú rể thường làm gì? Làm bể bình bông. Đặt bể bình bông. Đổ thừa con nít bịt đèn tắt đứt. Ủa nhưng mà không, bạn bè làm cho cô dâu chú rể đúng không anh? Bạn bè người thân làm bạn cái gì mà họ người thân chấp nhận? Cái gì nó ghê gớm lắm nhưng mà không được từ chối. Bỏ bao thư. Đập chén dĩa vô đầu. Scotland là con trai hay mặc váy á chị? Nắm đầu nhau. Vậy đúng không, con trai Scotland mặc váy. Vỗ mông. Vỗ mông. Vỗ hả? Vỗ mông trong đám cưới. Vỗ mông. Được mà, giống như con trai mặc váy đúng rồi. Thí dụ đi. Wow, wow. Sướng quá, sướng quá. Lào, lào. Vỗ mông cũng là một đáp án ok á. Vỗ mông. Vỗ vào vòng 3. Vỗ vào vòng 3. Nhưng mà ví dụ chị tưởng tượng đi, cô dâu mời chú rể 1000 bạn bè đi. Vỗ. 1000 người đó là vỗ 1000 phát, còn gì mông mà động phòng nữa. Có gì nó phải hợp lý chút xíu. Nhổ tóc. Đúng rồi, nhổ cái cọng tóc sâu xui xẻo đi. Hồi nãy chị có nói là chét bánh kem á. Bánh kem vô mặt. Hoặc đó. Là nhiều khi ở những cái vùng Scotland là nhiều khi đồng quê á thì người ta sẽ chét cái này cái kia lên trên người. Vậy là vậy là thuộc dạng như là đổ chất chất bẩn rồi. Đổ chất, chất bẩn rồi. Rồi. Ném một cái gì đó vô người. Ném đồ, nó ném đồ bẩn á. Ném đồ vô người mà mình không được từ chối. Vậy là ném đồ bẩn á. Ném cái gì nè. Ném bùn hay là ném cà chua hay gì đó dạng vậy đó. Nói chung là ném trứng rồi. Ném đồ không sạch, ném đồ bẩn. Không, một cái nước gì mà sao cô dâu chú rể mặc đồ đẹp ném lên ta. Chương trình mình là như vậy mà. Ném đồ dơ vô người là sao cô dâu chú rể đúng không? Mình ném những cái gọi là ném cái gì nè. Cho cô dâu chú rể là xui hết đi rồi sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới. Đó. Kiểu vậy ý nghĩa. À, kiểu vậy hả? Đúng rồi. Lê Gia Kỳ thấy sao? Tạt nước. Cũng hợp. Đám cưới không bị chửi là phải ném cái gì dơ bẩn. Lê Gia Kỳ sao? Ném đồ dơ. Ném đồ dơ là đáp án cuối cùng. Rồi, tin hay không ạ? À? Ném đồ dơ cho người là sao cô dâu chú rể đúng không? Mình ném những cái gọi là cho cô dâu chú rể là xui hết đi rồi sau đó sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới. Không tin Lý Như Kỳ, không tin Hoàng Yến, không tin Buka luôn. Và sự lựa chọn này nếu chính xác sẽ mang về một dấu ích cho em, nếu không chính xác thì sẽ mang về một cơ hội chiến thắng dành cho Việt Mỹ. Đây là một sự lựa chọn. Không chính xác. Yeah. Đáp án là tạt chất bẩn vào người. Biết quá. Wow. Dạ đúng rồi. Ừ đúng. Lạ nha, là bởi vì thấy lạ. Cô dâu và chú rể sẽ bị người thân tạt sữa, đông, trứng, thối, cà ri, bùm. Cả hai bị cột vào một cái cây rồi vác đi quanh làng. Trời ơi, cưới vậy. Ủa sao ghê vậy, bảo làm đi trời. Xong cái đám cưới cho em khỏi động phòng luôn á, mệt á. Nhiều khi có những cái phong tục của người ta mình đâu biết được.
Như vậy bây giờ Việt Mỹ có cơ hội chiến thắng ở vị trí của Lý Nhã Kỳ. Một câu nữa. Cố lên. Cố lên. Hôm nay phải vẽ tranh cho chị. Cố lên. Trời ơi. Trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2. Wow. Ở đây ai có đóng? Wow, hai bạn đóng là biết hết trơn. Ồ, em nữa hả? Làm có đóng không? Em xin mà ta chưa cho. Đây, trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2, gia đình bà Hạ Lan sau khi phá sản nghề buôn gạo đã mở một tiệm bán gì? Trời ơi. Để chị động não coi. Sau khi bà Lan bà thất bại cái quán gạo đúng không em? Thì bà sẽ bán cái gì hả em? Đúng rồi. Bán cơm ạ. Thất bại quán gạo cho nên lại còn dư gạo quá nhiều, thành ra đem bà nấu cơm. Đó hợp lý. Bán cơm. Bà bán cơm. Thất bại quán gạo mà còn dư gạo đem đi bán cơm. Ok. Lấy gạo đi bán cơm đó hợp. Bà phá sản tiệm gạo, bà mở tiệm bán cơm. Tiệm bán cơm. Chị tin ST. Bây giờ xin hỏi ST và Buka có biết thông tin này không? Dạ biết. Dạ à. Biết ạ. À. Có coi khúc cái phim này chưa? Em coi cũng đoạn đầu mà mang máng tới đó rồi, chứ không coi cái đoạn sau. Em không có đoạn phá sản. Em có đội coi đội phá sản mà bán gì em cũng chưa nhớ. Rồi, thì Lý Nhật Kỳ nói là bán cơm. Bán cơm. Em tin hay là không? Vì đây là quyết định nó ảnh hưởng tới tương lai sự nghiệp của em. Tương lai sự nghiệp của em. Em suy nghĩ cho kỹ nha. Đó. Việt Mỹ. Em tin đi. Em tin. Vì em cũng nhớ mang máng là cũng có bán bưng bán gì đó mà không biết. Bán cái gì? Em cũng nhớ cầm ra cầm vô mà một quán nước hay bán cơm gì đó, nói chung là quyết định tin. Trời ơi à. Là quyết định. Không chính xác. Trời ơi. Ai biết ạ? Ăn cháo. Không chính xác. Em nhớ em có vô ăn cháo. Đóng phim bán mà không nước. Biết hả? Bán đồ chay. Trời. Ủa thì nó cũng có cơm mà anh Giang. Cơm chay. Cơm chay mà anh Giang. Cơm đó. Ủa em nói bán quán cơm, nó khác hoàn toàn với bán đồ chay chứ. Đúng vậy. Nói chung là không chính xác. Một dấu ít. Không về Diễm My. Cuộc chơi tiếp tục. Bây giờ tới lúc Diễm My hãy chọn vị trí. Gì đây? Chị xa quá. Chị xa quá. Ủa chị em đâu? Ồ đúng rồi, chị ta có cái đường đi của người ta. Đi thôi. Em sẽ chọn. Dạ em chọn chị Harry Won ạ. Harry Won. Dạ. Khi yêu nhau, người Hàn Quốc quan niệm nên kiêng ăn món nào để giữ người yêu? Nên ăn kiêng. Món nào? Món nào? Là mình không nên ăn món nào. Đúng rồi, không. Đúng nên rồi. Ăn món nào. Không nên ăn món nào để giữ người yêu. Vì tình yêu không được ăn. Vì tình yêu nên ăn thì có nhiều chứ không ăn không thì gì ta. Em biết rồi. Biết rồi. Việt Nam. Khi mà yêu nhau là không nên ăn bún mắm. Chị đừng mà. Ăn được, ăn được. Ăn không ăn được. Được, được, được. Ăn được, ăn được. Ăn được hả? Ăn được, ăn được. Ủa, chồng mình thì không cho ăn. Chồng mình nói là ăn cái đó hôi miệng lắm. Cho nên mỗi lần ăn cái đó ăn là được, ăn được mà. Mình mỗi khi mà Harry mà ăn cái đó là nguyên đêm đó là chồng mình không ôm, không hôn mình hết trơn. Cái đó là mình không nên ăn nhiều. Nếu mà muốn giữ cái hạnh phúc gia đình á là ăn không nên ăn. Gì đánh răng, ai biết không đánh răng chi rồi nó không ôm. Đánh răng nhưng mà nó từ cái trong hơi ở trong nó bao tử nó ra nữa anh. Trời ơi, chồng em kỵ em 2 ngày liên tiếp luôn. Sợ lắm luôn á. Cho nên á, nếu như tính ra như vậy thì bên Hàn Quốc cũng có một cái món mà thúi như vậy. Thúi hả? Cái mùi đó là giống như là cái thúi chân vậy đó. Cái chân nó bị thúi vậy đó. Cái món đó tên là chong cục chăng. Chong cục chăng. Thực sự thì cái món đó là người Hàn Quốc cũng chưa chắc là người ta có thể ăn được hết. Em nghĩ là chong cục chăng. Tiếng Việt là chong cục chăng. Chong cục chăng. Trong món đó có cái gì để em giải thích luôn, có cái gì? Món đó là đậu thúi. Đậu thúi, đậu thúi là loan hả? Đậu thúi anh. Đậu lên men. Dạ, đậu lên men. Mình tạm dịch là đậu lên men. Anh. Em gọi đáp án. Cái gì đấy? Trời ơi, hết rồi. Em nhớ rồi. Em nhớ rồi. Là cái gì nào? Là cái gì nào? Nhớ. Tại vì bên Việt Nam thì người ta nói là không được tặng cái giày. Tại vì mang cái giày đó là người ta sẽ chạy trốn luôn. Đúng rồi. Tay. Vậy còn luôn. Hàn Quốc. Hàn Quốc không được ăn con chim. Con chim. Cái gì? Cái gì? Không được ăn cái cánh tay chim.
cánh tay chim, cánh tay gà, cánh gà ăn cánh gà là sẽ bay mất tiêu luôn. Đúng, hợp lý nha. Vậy là cánh tay chim là lựa chọn cuối cùng. Đúng rồi, cánh tay chim. Tin hay không tin? Dĩ My tin hay không tin? Hết sức tào lao. Tin cánh gà đi em. Là em tin. Tin rồi. Không phải, tại vì em nghĩ là cánh chim có thể là như chim bồ câu hay là chim cánh gà. Em nghĩ gà chim thì nó cũng là gia cầm. Dạ, thì em nghĩ là thường người ta nói là chim bồ câu hay mấy chim gì đó nó cũng tượng trưng là sự hòa bình, sự tình yêu, mấy cái yêu thương á. Thì em nghĩ nếu mà mới yêu nhau mà ăn cánh chim thì sẽ không có gà. Cánh gà. Dạ, cánh gà thì em nghĩ là ăn cánh gà vô bị gà lắm. Dạ, đúng rồi, ăn cánh gà là sẽ bay xa, sẽ đi luôn, sẽ không bao giờ gặp nhau, sẽ không yêu nhau. Bởi vậy xưa giờ là mẹ chỉ có mình mẹ chỉ ăn cánh gà thôi, gia đình chị không cho ai ăn cánh gà. Chị không ăn cánh gà luôn. Chị chưa bao giờ ăn cánh gà, mẹ chỉ ăn hết luôn. Dạ vậy em xin chị hai luôn ạ. Rồi, lựa chọn. Tin. Tin mà. Dạ em tin. Chính xác. Tức là nó quan niệm ngày xưa thôi, chứ bây giờ ta ăn hà rầm. Rồi, một dấu ít dành cho Dĩ My, chúc mừng. Rồi, vị trí tiếp theo. Dạ, chị Võ Hoàng Yến. Võ Hoàng Yến. Đàn ông của bộ tộc Hama phải làm gì 4 lần liên tục mới có thể kết hôn hoặc cưới vợ? 4 lần liên tục. Làm gì 4 lần liên tục? Đây là một bộ tộc mà chúng ta nghe từ Hama Hamu Nakatu hả? Hama. À, Hama. Hama là mình nghe mà là mình có thể biết được, mình co cụm lại là nằm ở châu Phi. Một bộ tộc ở châu Phi nha. Châu Phi nha. Mà những đàn ông ở đó thì nuôi gia súc rất nhiều, bao gồm bò, trâu, ngựa, các thể loại. Thì khi mà đến một cái độ tuổi trưởng thành nhất định là người đàn ông nó sẽ phải thể hiện sức mạnh của mình. Cõng con bò 4 lần liên tục. Bằng cách hôn con bò 4 lần liên tục. À, nghe cũng khá hợp lý sức ha. Sức mạnh là hôn con bò. Nhưng mà bò. Cái này lấy vợ mà. Có nghĩa là không, ví dụ một con bò quá mạnh đúng không? Mình phải ghi á là hôn được con bò. Chứ không là sao nó không dãy dụa được. À. Chứ con bò không có đá là chết. Đó. Nhưng mà hôn con bò xong thì con vợ nó có cho lấy không? Bộ tộc có rất nhiều thứ lạ lùng anh cho. Đúng rồi, đúng rồi. Con bò 4 lần là giống như hồi nãy cái ví dụ mình ném đồ dơ đó. Ném đồ dơ đó. Có lý nhưng là có lý. Đó là cuối cùng là hôn con bò, em tin. Hôn con bò, tin hay không? Em thì khi mà đến một cái độ tuổi trưởng thành nhất định là người đàn ông nó sẽ phải thể hiện sức mạnh của mình. Một con bò quá mạnh đúng không? Mình phải ghi á là hôn được con bò. Nếu không là sao nó không dãy dụa được. Không tin. Không tin. Ai mà đi hôn con bò đúng không? Cho nên là đáp án khác. Đáp án gì ạ? Đáp án khác là đó là gì ạ? Đơn giản là gì? Là mình nhảy qua con bò thôi. Nhảy qua con bò cũng được. Bây giờ nhảy con bò đâu có dễ đâu, thể xếp 4 con bò với nhau làm sao nhảy qua được 4 con bò. À là đúng chơi không? Giống như là mình chơi nhảy cù vậy hả? Để thể hiện sức mạnh là chỗ đó đó. À là cái trò chơi nhảy lưng bò đó hả? Nhưng mà cái này nói luôn là chị có đọc báo rồi, người ta có những nơi còn nhảy qua 10 lần luôn. 4 lần không là gì hết. Nhảy qua bò tin hay không? Tin. Tin chắc luôn. Em tin. Tin. Đây là một sự lựa chọn chính xác thưa quý vị. Có những cái phong tục lạ lẫm. Để thực hiện nghi lễ này, nam giới của bộ tộc Hama phải nhảy qua 10 con bò xếp thành hàng liên tục trong 4 lần. Trời ơi. 10 con bò. Nếu thành công, anh ta có thể lấy vợ vài tuần sau đó. Nếu thất bại, đó sẽ là sự nhục nhã của bản thân cùng gia đình. Trời ơi. Cái gì mà khó khăn. Nhảy mà lỡ giáp gãy tay gãy chân, cái vừa mất vợ mà vừa mất gặp em đó. Gia đình em nhục em lắm luôn á. Nhảy qua không nổi tới mấy con bò non nê ha. Rồi, một dấu ơn tiếp tục thuộc về Việt Mỹ, chúc mừng. Rồi, bây giờ là lúc của chúng ta. Em phải chặn kìa. Chặn trên rồi. Trên chồng chặn rồi. Trên rồi. Chặn đi em. Anh Hoàng Phi đúng không? Thôi. Dạ, em chọn chị Khả Như ạ. Dạ, chào em. Dạ, chào chị. Nhảy cách một cái hả? Chặn thôi, em. Phải chặn thôi. Trong ca khúc Khác Biệt To Lớn, điều khác biệt của cả hai là gì? Em biết bài đó không? Dạ không. Bài đó là anh Trịnh Thanh Bình ngồi bên cái đàn. Ngày em nói ở bên cạnh anh quá nhiều mệt mỏi, anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi. Ngày anh nói ở bên cạnh, ngày em nói ở giữa chúng ta có khác biệt quá lớn,
là do em cần ai đó thôi. Điều quan trọng nhất đó là ai đó là ai. Ai đó là ai? Giới tính thứ ba. Một ngày đẹp trời, cô gái phát hiện ra người yêu của mình yêu một chàng trai khác. Thế là cô gái hậm hực bỏ đi. Cô gái không có cách nào để chia tay hết, không thể nói thẳng tại vì xấu hổ, nên cô gái phải nói với chàng trai là mình không hợp nhau. Chàng trai cố gắng níu kéo, cô gái lại không chịu nữa. Cô gái lại tiếp tục bỏ đi. Cô nói là khác biệt quá lớn, khác biệt quá lớn, khác biệt về giới tính nó mới quá lớn như vậy thôi em. Tin hay không tin Khả Như? Em có nghe mang máng ở mấy quán cà phê mà mấy con ăn rồi mà em không biết bài này. Bài em, dạ em không biết bài này là khác tin hay không ạ? À? Dạ dạ em em tin ạ. À? Phải tin chị, tin chị. Dạ, sự lựa chọn tin Khả Như là sự lựa chọn không chính xác. Khi đố về bài hát là chúng ta đã có phần trả lời nằm ở trong lời bài hát. Là do em cần, ai đó hơn. Là do em cần ai đó hơn. Chị hát rất kỹ như đọc vậy đó. Em cần ai đó hơn. Hồi nãy chị hát rất sơ sài vậy chị. Không, chị hát đàng hoàng. Em cần ai đó hơn. Hát tới đó là được rồi, còn thêm giới tính rồi vô làm chi nữa. Làm người ta bị hoang mang. Bây giờ cơ hội thuộc về Việt Mỹ. Tại vị trí Khả Như mang về chiến thắng. Câu hỏi này sẽ giúp cho Việt Mỹ giành chiến thắng. Câu này dễ, vị trí Khả Như. Ai là người khởi xướng phong trào váy cưới màu trắng đầu tiên trên thế giới? Trời ơi, với kinh nghiệm chuyên đi đám cưới của em, tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, tinh khiết, tinh khiết, lộng lẫy, nữ hoàng. Mà cái gì liên quan tới nữ hoàng thì em sẽ nghĩ tới nước nào? Anh Elizabeth. Quốc. Châu Âu. Ủa, nước mà trả lời châu Âu. Mình nói khu vực cái đã. Châu Âu. À. Lâm nghĩ nước nào ạ? À? À, em nghĩ là công chúa Disney. Cái gì? Disney. 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 Còn Disney là nước nào? Disney. Nước nào ạ? Nước nào? Cái chuyện nước nào? Mình đã đoán gần đúng rồi. Nhưng mà ai là người nghĩ ra? Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Em có thể đoán được ai không? Diana. Công nương Diana. 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 Dạ. Diana. Công nương Diana. Em xin chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Diana. À. Việt Mỹ thân mến, đáp án Diana tin hay không? Không. Em tất cả những cô dâu đều mặc áo cưới màu trắng để thể hiện cho sự trinh nguyên, lộng lẫy, nữ hoàng. Thì chúng ta thường hay nhắc đến một người công nương rất là nổi tiếng. Chốt luôn đáp án của mình đó là công nương Diana. Em không tin. Không. Ủa? Tin. Em biết không? Em thấy nói chung mình chị nói không thuyết phục lắm. Em thì không biết nhưng mà có ai biết không bạn? Nữ hoàng Elizabeth. Thì công nương gì đó Diana đó. Đó là công nương. Công nương á. Nếu như cái sự không tin này mà là chính xác thì Việt Mỹ sẽ chiến thắng. Và thưa quý vị, cuộc chơi còn tiếp tục hay không? Không tin Khả Như là chính xác. Yeah. Xin cảm ơn. Trước đó có rồi. Và người phụ nữ đầu tiên mặc áo cưới màu trắng đó chính là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Yeah. Victoria. Victoria. Vào thế kỷ 18 và 19 chưa có xà phòng nên việc giặt giũ váy cưới chỉ được thực hiện bằng khăn lau và nước. Vì thế một chiếc áo hay váy trắng nếu bị bám bẩn thì khó có thể làm sạch được. Những phụ nữ mua váy cưới màu trắng chính là để phô trương thanh thế và sự giàu có, bởi họ chỉ có thể mặc chiếc váy đó một lần. Mà người có tiền thời điểm đó là ai? Là nữ hoàng. Nữ hoàng Victoria. Rồi, như vậy là Diễm My không may mắn dừng lại với phần thưởng là 4 triệu đồng mang về mua quà cho gia đình cho vui. Còn Việt Mỹ bước vào vòng trong tiếp tục.
vòng đấu thứ ba. Chắc Việt Mỹ sẽ nhường cho bạn gái luôn, Lady First. Nãy giờ em thấy có một phòng là yên ắng nhất. Ai? Lâu rồi em mới gặp lại anh Hoàng Phi. Wow, wow. Hóa ra là người quen. Phi ơi, cho anh hỏi một câu. Tên đầy đủ của bé là gì? Tên của bé... Anh này thì có hỏi cái câu đó. Dạ, người quen ra... ở đây có nghĩa là hồi đó là em có quay phim điện ảnh với ảnh. Và em biết chung. Chứ không phải là bước vào trong... Đơn giản chỉ là quay phim chung và em cúi ảnh từ đó đến giờ. Đồng nghiệp thôi nè. Em vẫn còn độc thân. Anh ơi, vui tính. Không có ai nói gì, anh đâu có cần phản ứng như vậy. Anh đâu có cần phản ứng giống như anh của người ta dính đâu. Thưa quý vị, vòng 3 xin được phép bắt đầu. Vào năm 1998, giám đốc điều hành hiện nay của YouTube đã cho hai nhà sáng lập của Google làm gì ở nhà mình? Vào năm 1998. Gì nữa anh ơi? Sao? Có gì đâu xanh? Hả? Thì không có gì rung. Anh đang căng thẳng câu hỏi đầu tiên, nó lợi thế. Thôi thôi, không sao hết trơn á. Bình tĩnh. Từ từ, anh đang rất bình tĩnh. À, sao anh hỏi lại một lần nữa kỹ hơn được không anh? Vào năm 1998. 98. Thời đó là có phim TVB rồi. Tiếp anh. Giám đốc điều hành hiện nay của YouTube. Giám đốc điều hành hiện nay của YouTube đã cho hai nhà sáng lập của Google làm gì ở nhà mình? Ăn. À, YouTube. Ông cái ông giám đốc YouTube cho hai ông, cái ông Google, Google vô bên nhà mình để ngủ. Ngủ. Ngủ mệt quá sáng tạo. Thật ra em nghĩ tới việc tìm kiếm. Tìm kiếm gì? Hai ông Google thì cái giỏi nhất của hai ông Google là tìm kiếm. À, đúng không? Mỗi lần ông tìm kiếm mình lên mình lên Google. Ông YouTuber ông cái gì đó. Thì ông YouTuber ông bị mất một cái đồ gì đó. Đúng. Vì ổng mới quyết định là phải nhờ người tìm thôi. Đúng, nhờ quá nhưng nhờ rồi. Ai? À, tôi có quen với giám đốc của Google. Nhưng tôi sợ một mình anh không tìm được đâu. Kêu thêm bạn của anh đi. Vô nhà thôi, tìm đồ. Tìm gì? Em nghĩ chìa khóa, điện thoại là cái thứ dễ mất nhất. Đúng, sáng cứ dậy trộn không biết chìa khóa đâu cái rủ. Hay là đi chơi gặp bạn bè đứng vậy là bắt đầu tìm, là bắt đầu đập hai người, hai túi sao cái thứ để tìm mấy cái đồ đó. Em nghĩ chìa khóa. YouTuber cho hai Mr. Google vô tìm chìa khóa. Em có tin anh không? Chứ anh là bắt đầu không tin bản thân mình rồi đó. Khó tin quá anh Phi rồi. Hả? Anh hỏi em đi anh. Em tin hay không? Em không tin. Em không tin. Cho hai Mr. Google vô tìm chìa khóa. Tại sao anh hỏi em không trả lời? Phải anh Giang hỏi em mới không tin. Tại vì anh Giang sẽ chốt, người sẽ trả lời cho em. Anh Giang sẽ chốt, vậy là em không tin anh. Em không tin hai ông Google đó vô trong nhà của ông YouTuber để tìm chìa khóa. Trẻ con thật, trẻ con. Không tin tôi mà nói người ta trẻ con. Ông mới là trẻ con á. Thiệt á. Lựa chọn là không tin Hoàng Phi là một sự lựa chọn. Chính xác. Sao mình tin thật quá. Cho thuê gara làm văn phòng. Wow. À, để giúp hai nhà sáng lập Google thời còn sinh viên chi trả cho khoản vay mua nhà, giám đốc YouTube đã cho thuê gara để ô tô với giá 1.700 đô một tháng. Trong bài phát biểu vào năm 2013, bà kể lại cô hôm chúng tôi ngồi ăn pizza và kẹo M&M với nhau trong nhà để xe. Họ đã cho tôi thấy cách mà công nghệ có thể thay đổi thế giới này. Ghê không? Nên cho mướn gara luôn. Hay quá à. Chỉ vì cái gara đó mà xuất hiện nhiều thứ ghê gớm như vậy hả? Một dấu ít thuộc về chồng. Rồi, Việt Mỹ hãy chọn vị trí. Em sẽ chọn chị Puka. Puka. Ủa em đi đường đánh đường ngộ vậy? Mở lối đi riêng à? Mở lối đi riêng. Ok. Trời ơi, sở trường. Nữa ha anh. Lại là bài hát à? Ngoài ST Sơn Thạch, ai trong số 9 người của chung cư xuất hiện trong MV Phiếu Bé Ngoan? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, ST về phía bên ngoài là
là của anh đúng không? Ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan này. Dạ, không phải em. Em không phải em bé ngoan. Chị không có tham gia. Khả Mèo không có tham gia. Đúng. Ngoan nhất ở đây Hoàng Phi. Để đó Lý Hồng Soàn. Lý Hồng Soàn không có tham gia. Chỉ như không nào vô giá bé ngoan được. Không thể nào làm phía bé ngoan được. Võ Hoàng Yến chỉ có độ cao trên lệch với anh ST, sẽ không bao giờ được mời tham gia MV. Cuối cùng là ai? Anh Lê Dương Bảo Lâm có nguy cơ. Trời. Mạc Nhân Khoa có nguy cơ. Vậy thì nãy giờ chúng ta sẽ có 3 người đàn ông ở đây có nguy cơ là tham gia MV của ST, phía bé ngoan. Em giờ bé coi MV chưa mới là vấn đề nè. Em coi MV chưa? Chưa. Vậy bây giờ em muốn anh Dương Lâm, anh Hoàng Phi và Mạc Nhân Khoa nhảy lại cái điệu nhảy phía bé ngoan được không ạ? Ok, được ạ. ST mời ra sân khấu. Mời ST ra sân khấu. Nhảy phụ họa cho nè. Mình quan sát nha. 2, 3. Ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan, ai được khen là em bé ngoan này. Đó. Hết rồi, hết rồi. Cũng lâu rồi. Đáp án cuối cùng là... Dạ, đáp án cuối cùng em chốt là không ai cả. Cái gì vậy? Em thấy ai vậy cũng xấu hết. Sang chành rồi. Tội nghiệp quá. 5. Em tin. Không. Thôi đừng tin. Có chị hả? Hãy suy nghĩ lại. Hả? Tin hay không tin không, nói chị một lời. Là fan của bài đó mà. Chị đã từng quay ở bên ngoài thôi. Chị không có được vô. Vì chị không thể nào làm bé ngoan được. Nên chị đứng ngoài chị quay. Lý Diệu Kỳ khi nào là khi Việt Nam là cô giáo hư thì mới có Lý Diệu Kỳ. Vậy thì okay, đợi đáp án. Đợi đáp án xin mời. Em sực nhớ lại. Sực nhớ lại. Sực nhớ luôn. Tự nhiên em sực nhớ lại là chị Võ Hoàng Yến. Cái gì? Cái gì vậy? Võ Hoàng Yến là đáp án cuối cùng. Việt Bỉ. Tin. Tin. Bé nó chanh quá. Bởi vậy chị nước sợi. Bé hoang mang rồi mọi người ơi. Bây giờ chị Buka đổi lại là Võ Hoàng Yến, em tin không? Tin. Tin. Em tin chị. Đúng. Niềm tin trung thành với em. Bé nó xanh luôn rồi. Xanh rồi. Tự lựa chọn tên Buka là lựa chọn. Chính xác. Yeah. Có Võ Hoàng Yến nữa mà. Có nhiều người nữa đúng không ST? Dạ có Võ Hoàng Yến, có Chi Dân, có Quốc Anh. Và em cũng nhờ rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ ở đây đã hỗ trợ cho em về TikTok và trên social. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một dấu O tròn thuộc về Việt Mỹ. Bây giờ Châu xin mời em. Châu ơi, anh bảo Châu này. Em muốn chọn chị Khả Như. Khả Như. Lại là chị. Lại là chị. Cứ là chị ơi. Người ta đang rối chị kia chọn em. Không. Đi đường nào? Đi đường ngang á. Đi đường ngang. Để với lại chặn được cái đường thẳng lên nè. Công nhận chiến lược quá. Hay. Lẽ ra câu đó là phải đố cho Hà Đi Qua mới đúng. Ổn thật. Đố về con chim. Chim cánh cụt dùng bộ phận cơ thể nào để trao đổi thông tin với nhau? Thì còn em rất thích con chim cánh cụt. Chim cánh cụt nó đi như vậy nè, nó rất là dễ thương luôn á. Nó dùng bộ phận nào để mà nó nói chuyện với nhau đúng không? Em để ý con chim cánh cụt nó có một cái bờm ở phía trước màu trắng rất là đẹp. Và mỗi lần nó nhảy xuống là nó gieo mình xuống như nè và nói chuyện nó cũng vậy nè. Thì chị nghĩ nó chắc là cái cuốn họng đó. Cái cuốn họng đó. Từ cái bờm mà qua cái cuốn họng hả? Ủa cái này là cái gì? Cái ớt của nó. Cái này cái ớt của cuốn họng là bên trong. Mất dạ. Nhận thức. Kệ tôi đi. Nè. Cái ớt của nó. Nhưng mà để ý kỹ hơn thì con chim cánh cụt á, nó không phải chỉ lắc cái đàm sao để nó đung đưa cái này, thì nó phải lắc cái đuôi. Lắc cái đuôi. Vậy thì theo suy luận của em, con chim cánh cụt có thể nói chuyện được với tất cả mọi người. Mỗi lần mà nó muốn kêu ai thì nó sẽ xe lưng lại. Ê. 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 Là sao? Là nó nói chuyện bằng cái đuôi ạ. Nó giao đuôi. Tiếp bằng cái đuôi. Giao tiếp bằng bộ phận đuôi. Dạ vâng. Xin hỏi Thanh Châu, tin hay không? Tin. Nó quá dễ thương mà. Nó rất dễ thương, đúng thiệt, rất dễ thương. Nhưng mà em không tin. Trời ơi. Không tin Khả Như rằng chim kết cục trao đổi thông tin với nhau bằng bộ phận đuôi là một sự lựa chọn. Chính xác. Chim cánh cụt dùng bộ phận đầu và chân chèo để trao đổi thông tin với nhau.
thế giới này rất nhiều điều mà chúng ta không biết. Đầu và chân á anh. Đầu và chân mà để đạp nước á. Đó. Thì bây giờ một dấu ít nữa thuộc về Thanh Châu. Chúng ta phải chặn con đường chiến thắng ở vị trí của Harry Won. Harry Won. Wow. Ở Ai Cập cổ đại, người ta thường làm gì để bày tỏ lòng tiếc thương với con mèo đã mất? Cái này nha, tại vì em á là một người nuôi mèo, mà em nuôi mèo gần tới lần này là năm thứ 8 rồi. Cho nên em biết con mèo nó muốn nói gì, em hiểu cái ngôn ngữ của con mèo. Khoan, xin lỗi, tại em nghĩ tới chị nuôi con mèo 8 năm yêu đúng thương rồi. Vậy cái con mèo mà chị cạo lông là nó nằm ở năm thứ mấy? Không, em tắt mắt cái này em không biết, em hỏi riêng. Mèo mèo đó là năm thứ 2. À, năm thứ 2 là chưa có đủ thương cho nên mới. Ok ok, mình tiếp tục câu hỏi gì con mèo. Đúng rồi, con mèo nó bình thường nó kêu Harry á là bình thường lắm. Nó muốn nhận được cái sự chú ý thì nó kêu một cách rất nhẹ nhàng. Nó kêu nhanh vậy thôi. Và mình một khi mình chú ý đến nó đi thì nó lại nó kêu như là nó muốn là mình cứ sờ vuốt với nó thì nó lại kêu là nhao nhao, nghe cái là biết là nó nhõng nhẽo luôn. Và một khi mình làm cái gì mà nó rất là wow thì nó cái tiếng wow của nó thì nó lại hơi khác nữa. Ví dụ như là nó sắp sản sinh, sản sinh mà mình cứ đụng chạm cái bụng của sinh nó sản, hoài sinh sản. À, sắp sinh sản mà mình cứ đụng chạm cái bụng của nó hoài á thì nó sẽ ra cái một cái tiếng là có nghĩa là đừng có đụng tới tôi. Và con mèo nó hay gây lộn với con mèo lạ đó thì lại một cái tiếng khác, đó là ôi chị giả tiếng mèo giống thật á. Trời ơi, mình hiểu con mèo lắm các bạn ơi. Và khi mà Harry nói chuyện với con xì và con dâu ở trong nhà, Harry nói chuyện bên Ai Cập khi mà mèo mất nó kể chuyện nghe thì nó kể chuyện cho mình nghe luôn. Nó tại đó là tổ tiên của nó mà. Mèo thành tinh. Dạ. Nó kể sao à? Nó kể sao à? Thì con xì nó mới kể là vậy. Tới phút này rồi. Tại vì bên Ai Cập rất là yêu thương con mèo, là ai cũng biết rồi. Và chính vì yêu thương nó cho nên người ta sẽ chặt cái phần tay. Và cái tay này làm cho nó, làm cho giống như cái Mira đó. Là giống như cái, em không biết cái đó gọi là gì. Quan trọng là em nói cái gì à, chưa ai hiểu. Chặt cái tay, giữ cái tay. Người ta chặt bàn tay con mèo ra. Chặt cái tay thôi, cái phần tay thôi. Cái để dành lờ cái phần tay thôi. Rồi, móng à, móng. Cái bàn hả? Cái bàn móng. Tay. Cái này. Rồi, cái bàn chân, rồi. Dạ, là đáp án của em là giữ cái đó để ở trong nhà, mỗi lần mình nhớ đến nó thì mình nhìn nó mình nhớ. Trời ơi, má ơi, còn cái mình còn lại sao? Trời, trời ơi. Trời ơi. Trời quá. Thiệt. Xin hỏi Việt Mỹ tin không? Tin không? Mà cái đó là nó làm kiểu như là nó giống như là người ta trưng á, anh hiểu không? Rồi, người ta nó sẽ làm cho hư. Nó ướp lại. Nó lại. Không có bị hư, làm khô nó lại. Lại làm sao biết được? Thật sự luôn. Em tại vì em á là một người nuôi mèo, mà em nuôi mèo gần tới lần này là năm thứ 8 rồi. Người ta sẽ chặt cái phần tay. Em không tin. Không tin, lại là một sự lựa chọn. Chính xác. Chứ người ta làm gì vậy anh? Đáp án là khi con mèo của mình mất đi thì người ta sẽ cạo lông mày của họ. Tự cạo lông mày. Chủ á anh, chủ cạo lông mày. Chủ á. Wow. Gia đình ở Ai Cập sẽ cạo lông mày để tiếc thương con mèo của họ. Con mèo sẽ được ướp xác trong quan tài gỗ và đặt trong hầm mộ của gia đình. Ở Ai Cập người ta tôn thờ mèo và tin rằng mèo mang lại may mắn cho gia đình. Mèo là con vật linh thiêng, bất cứ ai làm hại mèo đều có thể bị tử hình. Wow. Trời ơi, sao em không sinh ra và lớn lên ở Ai Cập trời. Cho nên không có chuyện người ta chặt bàn chân của con mèo đi. Một dấu O nữa thuộc về Việt Mỹ. Là bây giờ vị trí trung tâm anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Thanh Châu, em sẽ chọn vị trí. Anh Lâm ơi, mình về với nhau lại nào. Về đây bên nhau à, bá nói lại tình xưa. Câu đó này không thuộc sở trường của Lê Dương Bảo Lâm. Chết em rồi. Không sao, đã có sự hỗ trợ của chính anh em. Đúng không? Trong show bộ sưu tập xuân hè 2018, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, trời ơi, từng catwalk với đôi giày cao gót 15cm trên địa hình gì? Wow. Tôi không nhớ luôn mọi người.
ơi, chị nhiều show quá mà. Vì nhiều show quá vậy để lục lại ký ức. Vì trước ơi, cứ đoán giúp đi. 2018 là cái đây 2. Đúng, 2 năm, 3 năm. Địa hình hả? Địa hình. Phải lồi lõm, bắt buộc là phải lồi lõm, nghe nói phải lồi lõm. Như vậy là bài hát cây cầu dừa, chắc chắn là cây dừa đã lâu lắm rồi không về thăm đại chúng xưa. Mà đi ra cầu dừa thử giùm tôi coi coi. Không được đúng không? Cầu khỉ. Hay luôn, đi thử luôn. Không được đúng không? Đi trên cát. Cái show đó tổ chức ngoài biển, đi trên cát với đôi giày cao gót cực khó. Lâm, trả lời đi nào. Đi trên cát. Em đi cát. Trên có được. Đi trên cát. Đi trên ngoài bãi biển. Bãi biển thật hay bãi biển nhân tạo? Bãi biển nhân tạo. Thật. Nhân tạo. Nói chung đi trên cát là được thật. Rồi. Chứ đi trên cát. Cát. Đi trên cát. Đi trên cát là đáp án cuối cùng của Lý Dương Bảo Lâm. Đi lúng lúng đi lúng lúng. Cát không. Đúng rồi. Cát nó khó đó. Thanh Châu tin hay không? Đi trên cát tin hay không ạ? À? 5. Em 4, tin thì tin không 3, tin thì tin. Em 2, tin. Em tin. Tin dễ tin thiệt luôn. Tin là một sự lựa chọn. Không chính xác. Trời ơi. Mời đi trên một cái sân góp đúng không chị? Sân đó diễn ở cái show đó là năm 2018 là diễn cho anh Đỗ Mạnh Cường ở trên một cái sân góp ở Lanco Resort. À, ở sân góp. Ở Lanco. Vậy là sân đi trên cái gì chứ? Vậy là em đi trên cỏ đi trên sân góp. Sân gò đó. Sân góp đó. Sân gò đó đúng không? Sân góp á. Có té không? Sân gò đó. Không té. Có đất có đồi. Thấy Yến té mấy lần. Té cái từ phất lên vậy đúng không? Hay thiệt. Rồi. Anh Lau, từ lúc em tin anh thì nó lại vẽ bèn thế này hả? Không phải, đơn giản tại vì Lâm không biết thôi. Lâm không biết. Rồi, cơ hội đến với Việt Mỹ để kết thúc. Hãy chọn vị trí Lê Dương Bảo Lâm. Trời ơi, em nói anh. Đúng rồi. Cướp biển thường che một mắt màu đen là để làm gì? Nhắm nhìn nó rõ. Lâm. Nhắm cho rõ hả? Nhắm cho rõ. Anh ơi, cái này phải hỏi Lâm đi. Em biết nè, là màu. Là màu. Tại thế có biển nào cũng che một mắt á, mặc dù không mù. Đó là mù ra đáng thương. Dù mình cướp người ta. Đó không, để cho ngầu chứ phải đáng thương. Không, đáng thương dù cướp người ta. Ta thấy, ồ thằng bé tội nghiệp quá, bị tật nguyền. Thôi cho nó đi, khỏi cướp. Để tỏ vẻ đáng thương được mà. Không. Tôi phản đối. Để nhìn ống nhòm. Tôi nghĩ đúng chính xác, nhìn ống nhòm. Tại vì đúng cướp rồi. Là trên biển. Mà em để ý đi, muốn nhìn cái gì là phải nhìn ống nhòm vậy nè. Mà phải nheo rất là mà hồi xưa cướp biển là ống nhòm có một ống thôi. Đúng vậy. Để che lại. Mà tại hai ống đâu có xài hết. Bên này che rồi đâu xài hết. Đúng. Nheo riết rồi con mắt nhíu luôn. Cất luôn. Che luôn. Cất một bên luôn. Để lại một bên để dành coi. Em nghĩ như vậy. Để nhìn ống dòm hả? Đúng vậy. Rồi. Khi nào con mắt này hư thì che lại con mắt này. Che một mắt để nhìn. Đúng. Để quan sát. Quan sát kỹ hơn. Kỹ hơn. Rồi. Rồi. Việt Mỹ thân mến. Tin hay không? Em quan sát kỹ hơn. Cướp là trên biển, mà em để ý đi, muốn nhìn cái gì là phải nhìn ống nhòm vậy nè. Mà phải nheo rất là mà hồi xưa cướp biển là ống nhòm có một ống thôi. Đúng. Em không tin. Không tin. Không tin. Trời ơi, em quá nghĩ sao người. Em nghĩ sao mà em không tin. Em quan sát thì nó lại đơn giản quá rồi. Mấy anh chị kia hôm nãy ai cũng biết hết rồi. Em nghĩ nó phải có gì đó. Có một cái gì đó đúng không? Dạ. Và lựa chọn của Việt Mỹ là không tin Lê Dương Bảo Lâm. Lựa chọn của Việt Mỹ là lựa chọn chính xác. Ba chữ O hàng kéo. Có một cái lý do mà ít người biết ha, tôi tưởng bạn cũng biết chứ ha. Đó là biết, gì ạ? Bạn biết thật lòng không? Có phải là để tôn trọng cái người được thuyết cướp biển đầu tiên không anh? Ông tổ cướp biển. Không. Thực ra cướp biển là có những con tàu phải có cabin đúng không? Là ở dưới tối. À em hiểu rồi. À cái đấy làm đèn hả? Ánh sáng hả? Để khi mà mình bước xuống những cái bóng tối ở dưới tàu á, mình thấy đường chạy ra vẫn thấy đường được. Để không bị bỡ ngỡ ánh sáng. Phải một mắt khi mình đi lên trong bộ tàu á là ánh sáng. Nhưng mà dưới thì rất là tối. Che một mắt để điều tiết vùng tối vùng sáng nó thuận lợi hơn. Không ai nghĩ ra đúng không? Dạ không. Rồi, như vậy là Thanh Châu, bạn gái xinh đẹp của chúng ta sẽ dừng lại mang về phần thưởng là 6 triệu đồng. Còn Việt Mỹ vào trong lụm gạo. Yeah. Wow.
Đây là vòng đặc biệt. Thưa quý vị, tập đầu tiên của mùa 2 chúng tôi hôm nay rất là vui. Thưa quý vị, và như quý vị thấy đó, những nghệ sĩ ngày hôm nay làm việc hết mình, chơi hết sức. Và mục tiêu của họ là gì? Mang lại vừa kiến thức và vừa nụ cười cho quý vị. Thì không tiếc gì mà nổ những tràng pháo tay giòn giả. Yeah. Hiện tại Việt Mỹ đã có trong tay 8 triệu đồng tiền thưởng từ chương trình. Và nếu trả lời chính xác sẽ mang về thêm giá trị tiền thưởng nằm trong phong bì của các anh chị ở đây. Bao nhiêu? Chưa biết, có thể là 1, 2, 3, 5 hoặc là 10 triệu. 10 triệu là giá trị cao nhất. Mời chọn vị trí ạ. Việt Mỹ. À, em thấy chị Buka em hơi mời chào em nãy giờ nên em chọn mời chào. Mời chào. Em sinh năm mấy? Em 96 à. Em 96 không dạ. Được đâu, người ta chỉ thích 94 thôi. Dạ nên em chọn anh ST. Chỗ gì vậy? Cầu dễ thương, em không thích sự mời chào. Trời ơi, em không hề mời chào luôn á. Em chỉ ngồi như nè, gọi là nhúng nhanh nhúng nhảy thôi. Nhúng nhanh nhúng nhảy. Ôi, em không thích sự mời chào. Nghe đau quá. ST là ca sĩ chắc là có quan tâm nhiều về top trending YouTube Việt Nam. Nhưng không xem nhiều MV bằng chị đâu em. Đúng vậy. Theo bảng xếp hạng của Google Trending Việt Nam. À, Trending Việt Nam hả anh? À, Google Trending Việt Nam nha. Là tìm kiếm đó. Công bố cuối năm thì ca khúc nào dẫn đầu về lượt tìm kiếm năm 2020? Theo như em biết là Hoa Hải Đường. Chúng ta sẽ tìm những cái bài hot, những cái bài hit mà khoảng đầu năm thì nó sẽ, và tới bây giờ mà mọi người chúng ta nghe. Sai của Eric. Anh thường xuyên ngu ngốc cũng... bảo vệ người ấy cũng không xong. Có chắc yêu là đây. Có chắc yêu là đây của Trần Tùng. Quyết định cuối cùng. Sớm hơn bài Eric đúng không? Có chắc không? Tại vì bài đó đạt rất là nhiều kỷ luật các kiệt. Nhưng có thể là cái bài gì? Hoa nở không màu của Hoài Lâm. Không ạ. À. Tại vì bài đó... Nên anh nhớ là dẫn đầu về lượt tìm kiếm nha, tức là cao nhất. Rồi, cuối cùng là... Có chắc yêu là đây ạ. À. Có chắc yêu đây. Việt Mỹ, đừng hoang mang, tin hay không? Em không tin, em nghĩ là hoa nở không màu. Em nghĩ hoa nở không màu mới đúng. Không tin, là một sự lựa chọn. Là một bài hát hoàn toàn chưa ai nhắc tới từ nãy giờ. Bài gì vậy anh? Anh thanh niên. Ồ. Anh thanh niên đã có kết 30 rồi. Sáng năm 5.000 soi, tối 3.000 trà. Vậy luôn hả? Đó. Trên Google Trending Việt Nam, ca khúc dẫn đầu về lượt tìm kiếm thuộc về ca khúc Anh Thanh Niên của Huy R. Sau gần một năm, MV này đã thu về hơn 156 triệu view trên YouTube. Wow. Và như vậy là giải thưởng ở trong tay ST chắc chắn sẽ được cộng thêm với 8 triệu mà Việt Mỹ đã có từ nãy giờ. Để coi tổng giá trị giải thưởng hôm nay mang về là bao nhiêu. Để coi lần này ST cầm nhiêu nha, ST hay cầm 10 triệu lắm ạ. Anh khỏi coi để người khác coi được rồi. 1 triệu đồng. Trời ơi. Giá trị tổng cộng mang về là 9 triệu đồng. Xin chúc mừng Việt Mỹ. Trời ơi à. Không sao, có tiền là vui rồi đúng không ạ? Dạ. Còn bây giờ chúng ta tìm xem 10 triệu đang ở đâu. Tum 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 tum. Võ Hoàng Yến. Trời ơi. Kế bên luôn. Trời ơi. Hơn 1 triệu nữa. Rồi, nói chung ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn quý vị khán giả xem đài đã ngồi rất đông, rất yêu thương cái số đầu tiên của chương trình Chọn Ai Đây mùa thứ 2. Vừa hứa với quý vị chúng tôi sẽ làm tốt hơn vào tuần sau. Xin nhắc lại với quý vị, chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin nhắc quý vị thêm một điều nữa là quý vị muốn tham gia chương trình năm nay là những người bình thường, không phải là những nghệ sĩ nổi tiếng, hãy tham gia bằng cách xem cái link bên dưới của chúng tôi. Quý vị đăng ký vào đó sẽ tham gia được chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau với chương trình Chọn Ai Đây.
sinh Nhật Bản bị đấm mặt vớ gì khi đến trường? Đâu làm gái Nhật ơi? Lè lưỡi là một phong tục chào nhau ở Tây Tạng, đúng hay sai? Tới hậu trường mình đi diễn mà quá nhiều người.